Xin chào các bạn, trở lại với căn phòng tiên cá hôm nay. Thì có mấy thùng hàng, có rất nhiều bạn người cá chắc đang chờ mắt kính bơi về đúng không? Thì tại sao mà phải nhập mắt kính bơi từ bên Mỹ? Thì lát nữa Tion sẽ nói cho các bạn biết, còn bây giờ mình sẽ thu khui cái thùng ra để mình coi coi. Bởi vì đợt trước á, bên Mỹ gửi qua là mắt kính bơi đua, nên mấy em người cá tập nó không có hiệu quả. Mắt kính bơi đua không chỉ tập luyện được trong thời gian ngắn thôi. Có hai màu rất là đẹp, màu hồng với màu đỏ. Rồi cái này là gửi đúng rồi. Gửi đúng mắt kính rồi. Còn thùng này, khui ra cho các bạn thấy để biết hàng của tôi bán là đúng là hàng nhập bên Mỹ qua. Phải xài đúng bên Mỹ mới được mấy bạn ơi. Tôi là xài mắt kính chuyên nghiệp hơn 14 năm rồi. Và cuối cùng là tôi phải nghiệm ra phải xài đúng mắt kính bên Mỹ. Bởi vì bên Mỹ là sản xuất mắt kính cho Thế vận hội, nên mình phải xài đúng lại mắt kính, chứ không thôi là mình tập luyện nó không có đạt tới hiệu quả tối đa được. Đúng loại luôn rồi, rất là tốt. Và cái kiểu dáng ở bên Mỹ, cái hộp đựng mắt kính nó cũng khác với ở Việt Nam. Futura Biofield dành cho fitness nè, đúng luôn là các bạn thấy không. Còn ở Việt Nam á, bán cái mắt kính nhập bên Hồng Kông, cũng là của Speedo nhưng mà nhập bên Hồng Kông qua, với bên Thái Lan qua, bên Mã Lai qua, thì á, cái chất liệu nó làm không bằng, cái nhựa của nó làm không có tốt bằng. Giống như là cái mắt kính này là tôi mua ở Bistro Việt Nam, thì nhập bên Thái Lan qua nè. Các bạn coi nè, sau khi xài 6 tháng là mắt kính nó đóng rong rồi. Nó đóng rong rêu bên trong nè, do cái chất liệu nhựa nó không có tốt. Đó. Rồi vậy là khui về làm hai thùng hàng mắt kính. Các người cá ơi, mấy em sẵn sàng đổi mắt kính chưa? Những bạn người cá mới chắc cũng đang order mắt kính rất là nhiều đúng không? Thì tôi nghĩ là mấy bạn người cá nữ nè, xài cái màu hồng rất là đẹp. Còn bạn nam á, xài màu đỏ. Tại sao mình xài mắt kính trắng? Bởi vì sẽ giúp cho mình nhìn trong nước dễ hơn, sáng hơn. Nè các bạn coi, cái hàng bên Mỹ nó làm rất đẹp. Còn cái này là một cái mắt kính ở Việt Nam của một cái hãng gì đó. Các bạn coi mắt kính nè, đeo cái mắt kính này mà đi học bơi. Trời ơi, của bạn nhỏ nè, hồi hôm bữa đeo mắt kính này đi học bơi nè. Các bạn có thấy cái thằng trẻ này ngay giữa không? Nó đeo lên là nó chày cái lỗ mũi của mình luôn rồi. Đeo cái mắt kính này vô á, nó sẽ làm tăng nhãn áp, làm cho mắt các bạn dễ bị cận hoặc là loạn thị. Khi mà xuống dưới nước á, nó sẽ tăng áp suất nước lên. Nên á, bơi người cá thì mình phải sử dụng mắt kính dành cho fitness. Mắt kính mà nó có chức năng biofield, nghĩa là nó làm mềm, cái gọng khung này của nó rất là mềm. Nó đeo vô nó không có bị đau mắt. Mình có thể tập luyện được hàng giờ liền mà không có bị nước vô trong mắt kính rồi đỏ cái viền xung quanh mắt của mình. Thì bây giờ là tôi nhập về rồi đó. Các bạn nào chuẩn bị order thì đặt nha. Một cái mắt kính như vậy là lấy 600 ngàn, bởi vì hàng chính hãng của bên Mỹ. Vậy là Tion xin thông báo mắt kính dành riêng cho người cá đã về rồi nha các bạn. Phải đeo mắt kính thì vô mình bơi mới giỏi được. Chứ mấy cái mắt kính mà mình bơi không phải, mình đeo vô á bị đau mắt lắm. Giống như kỳ hôm bữa là gửi lộn mắt kính nè, mắt kính bơi đua nè. Nó nhỏ xíu và nó dễ gãy lắm. Mắt kính mà để bơi đua người ta thiết kế mỏng nhẹ để cho vận động viên người ta bơi, nó đỡ bị cản nước, nó đỡ bị nặng, người ta bơi cho nó nhanh. Nên đeo mắt kính bơi đua mà tập lặn người cá là cái mắt kính nó gãy luôn. Bởi vì mình đeo mắt kính này mình mới lặn xuống độ sâu cỡ 6 mét nó vẫn bình thường, không sao, không bị đau mắt. Mình tập nín thở lâu trong nước rồi tập bơi cũng tốt nữa. Bởi vậy tôi muốn các bạn phải sử dụng đúng loại mắt kính. Mà tại sao tôi không sử dụng cái loại này nữa? Cái loại này nó là Ro Biofield, còn cái này là Futura Biofield. Ro Biofield á thì hiện tại bên Mỹ nó không còn sản xuất nữa, và chỉ có Speedo Việt Nam có thôi. Nhưng mà xài á thì cái chất lượng nó không bằng, bởi vì nó làm ở bên Thái Lan á, nên cái gọng mắt kính nó không có tốt. Sau ra thì sử dụng Futura Biofield nhập từ bên Mỹ vẫn tốt hơn xài Ro Biofield. Ro Biofield cái này á, mua ở đây là khoảng 700 mấy một cái lận, rất là mắc tiền. Nhưng mà nó lại không bằng cái này. Và cái này bây giờ là nguyên cái đống này là tôi cứ bán là 600 ngàn một cái thôi. Mấy bạn phải sử dụng đúng mắt kính mấy bạn mới bơi được tốt. Rồi, ba lô tiên cá, đồ bơi tiên cá, tất cả những gì tôi làm là tốt nhất cho các bạn. Như vậy là đã xong rồi ha, giới thiệu sơ. Rồi tiếp đến thư cảm tạ, thấy chưa? Câu lạc bộ tiên cá của mình vừa rồi mới vừa làm một việc rất tốt, nên được ủy ban của xã Bình Giang gửi tặng bằng khen. Mấy công tác từ thiện xã hội của câu lạc bộ tiên cá. Rồi bây giờ đến chương trình tặng quà. Thì ngày mai á, tôi sẽ tặng một cái đuôi cá cho bạn Ngọc Anh và bạn Hoài Bảo Hồ Nguyễn. Còn bạn Mỹ Vân Hạ thì cái bạn này cho tôi số phone giả nên gọi vào không phải. Cái bạn Hoài Bảo Hồ Nguyễn này đáng lẽ là không có tặng, bởi vì bạn ấy lên kênh YouTube của Tion hay nói bậy ở trên đó. Nhưng mà bạn ấy chơi trúng thưởng nên tôi vẫn tặng để khuyến khích bạn ấy đừng có bao giờ nói bậy bạ trên kênh của Tion. Mình bây giờ là trở thành người cá rồi, không còn là người thường nữa. Hy vọng em sẽ đừng có nói bậy nữa nha.
Rồi ngày mai tôi sẽ giao quà này cho mấy em. Quà thì chuẩn bị sẵn rồi, 2 hộp. Bạn Hoài Bảo Hồ Nguyễn thì 1 hộp đuôi tiên cá màu xanh, còn bạn Ngọc Anh thì màu hồng. Còn cái chương trình là ngày 12 là tôi không có ở Sài Gòn, bởi vì tôi phải đi gặp vị Phật sống A Di Đà, Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi đi tới thứ 6 mới về Sài Gòn. Sẵn đó tôi sẽ đi đến rừng quốc gia Cúc Phương để nghiên cứu về loài linh trưởng, để cho các bạn hiểu rõ hơn về các loài vọc, những loài thú quý hiếm đang bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Thì nguyên cái tuần mà qua tháng 12 thì rất là bận rộn. Tiện thể sẵn đây nói luôn là câu lạc bộ người cá tới cái tuần thứ 33 sẽ làm thành câu lạc bộ tiên cá, không làm câu lạc bộ người cá nữa. Bởi vì mấy bạn người cá đã được tôi tập luyện rất là nhiều suốt 33 tuần, rất nhiều kỹ năng bơi lặn mà bây giờ nó lên chuyên nghiệp rồi. Và ở tuần 33 thì tôi sẽ test lại coi bạn nào bơi tốt thì tôi đào tạo tiếp, còn bạn nào chưa tốt thì tôi không có đào tạo chuyên nghiệp cho bạn được. Thì tôi cũng dời luôn cái ngày tổ chức sự kiện hàng tuần, không làm vào thứ 7 nữa mà chuyển sang thứ 6. Thì những bạn nào mua đồ bơi tiên cá của Tuyun á sẽ được một cái thông báo riêng về chương trình tổ chức sự kiện, chứ Tuyun không có thông báo lên trên mạng cho tất cả mọi người biết nữa. Như vậy là thương hiệu Mement Tuyun sản xuất đồ bơi tiên cá cho các bạn, tổ chức sân chơi cho các bạn, mang đến tương lai tốt đẹp cho các bạn và biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho các bạn. Tôi đã làm tất cả những điều tốt nhất cho các bạn rồi. Sẵn nói luôn một cái tin vui là sắp tới đây YouTube sẽ bắt đầu duyệt lại những cái kênh mà chuyên làm những cái chủ đề về cho trẻ em, nhưng mà lên làm bậy làm bạ trên mạng á là người ta sẽ yêu cầu xóa đi những cái video đó. Thì mấy tháng trước Tuyun có làm những cái clip mà nói về những cái kênh mà gây hại cho trẻ em á, thì bây giờ YouTube họ đã lắng nghe và họ bắt đầu cái chiến dịch là lọc lại những cái kênh YouTube làm hại trẻ em ở Việt Nam. Thì rất là may mắn là YouTube bây giờ bắt đầu quan tâm đến thị trường ở Việt Nam rồi, nên tất nhiên là những bạn mà làm những cái video clip bậy bạ đó sẽ khó đăng tải những video của mình lên như trước nữa. Thì chắc chắn là trẻ em ở Việt Nam sẽ có một cái tương lai tốt đẹp, không còn bị đầu độc tư tưởng ở trên mạng nữa. Ok vậy nha các bạn, bây giờ Tuyun phải đi ngủ rồi, 10 giờ tối rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Ai muốn làm người cá thì hãy đến với câu lạc bộ của tiên cá Tuyun.